Lần đầu tôi xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trao đây miền Tổ quốc. Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ngộ sản phẩm bên em trong suốt năm vừa qua. Cũng như các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube em ngày phát triển. Em xin cảm ơn những lời cũng chân thành cũng là lời động viên của bác ở kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Thì buổi tối hôm nay là ngày 28 tháng 10, em hân hạnh giới thiệu các bác một chiếc tớt radio gọi là tuner của Sơn Sui ở với model là TU7500. Thì cái tớt tuner này được sản xuất năm 1973. Đấy. Với cái giá xuất xưởng của nó không hề nhỏ, không thể rẻ các bác ạ. 54.300 yên, nó tương đương với khoảng độ 11 triệu đồng Việt Nam. Đấy. Trên 11 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Đấy, nó bằng cái giá xuất xưởng của con năm đi 7.800 mắc đôi. Và biết biết rồi. Bây giờ 7.800 mắc đôi của Puler bây giờ giá thành nó rất là cao luôn. Đắt hơn cả là bằng giá xuất mới tinh ạ. Đấy. Và cái tuner này thì rất là rẻ thôi các bác ạ. Cái này bác nào mà có âm đi của Sơn Sui. Đấy. Như 7.500 9.500 đấy, rồi rất nhiều cái âm đi của Sơn Sui khác thì đặt cái tớt tuner này lên, hay chúng ta gọi là radio này lên thì rất là đẹp mắt ạ. Đấy, là đúng công đê luôn. Thì cái tớt tuner này có xa ngang là 44 cm, chiều cao của nó là 14 cm và chiều sâu của nó là 32 cm, nó nặng lên 8 kg. Đấy, bằng một con âm ly luôn ạ. Đấy. Tức tuner này thì nó giải tần của nó có 90 thôi, nhưng vẫn bắt được hai đài FM các bác nhé. Đấy. Ngoài cái radio ra thì bắt được hai FM. Về phần ngoại hình của em nó thì mà quay để cho các bác được chiêm ngưỡng ạ. Ngoại hình của em nó thì rất là đẹp ạ. Đồng hồ quát màu xanh. Đấy, báo này là màu đỏ, còn cái kim này là màu vàng. Đấy, các lúm này cũng rất là đẹp, mặt màu đen viền trắng các nhá. Đây vẫn còn cái lớp ni lông bọc ngoài. Đấy. Rất là đẹp, các lúm còn đẹp luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đây thì có một vết xước nhẹ thôi ạ. Tem mác thế này. Tem mác đây. Đập lưng của nó đây. Đập lưng đây nó hơi có vết tí này. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Vẫn còn ni lông em cứ để nguyên đấy ạ. Đấy. Đập lưng đẹp. Đây. Sơn Sui TU7500 mặt đài AM/FM. Đấy, điện 100V, công suất của nó 20W. Đấy, Sơn Sui Electric Đấy, Tokyo Japan. Đấy, sơ gì của nó đấy, 23303025. Đấy, có nguồn cấp da này, cầu chì bảo vệ này, A này. Đấy. Một cái tuner mà kế cũng ghê gớm ạ. Đấy. Đây là anten của nó. Em mở luôn cái phần nội thất ra để các bác được chiêm ngưỡng. Tụ lọc lớn này, toàn tụ cái là nguồn hồn vàng ươm nhé. Cái phần này là phần là sắt xi mạ, nên là nó có những cái vết ố nhé, mã ố đấy. Và nó chỉ là một cái tuner thôi mà cái con xe là toàn bộ chân vàng, một con hai con này. Chân vàng hết ba con nữa, đó là chân vàng đấy. Sơn Sui toàn tụ có eo la đấy. Con tụ này là tụ có lichicom này đấy. Rất là kỹ càng.
bắt sóng thì cực lét rồi. Tuy giải tần của nó có 90 thôi nhưng mà em thì cắm thêm mỗi dây đây ạ. Em cắm mỗi dây thôi nhá. Đây. Mỗi dây để em bắt thêm sóng FM cho các bác. Rất đẹp phải không ạ? Rồi. Và là nó có lúc chỉnh to nhỏ luôn các bác ạ. Đấy, xuất đường ao ra. Đấy. Em bắt FM trước các bác nhá. Đấy, to nhỏ. Đấy. Mất là ai em ạ. Đây, ai em. Em giờ là ai em nha bác. Tất tuner này bắt đài IM và FM rất là tốt các bác nhé. Đấy, tuy là tần FM 90 thôi nhưng bắt rất là led hai đài. Và tất tuner này em bán với giá 2,5 triệu đồng bao phí ship toàn quốc cho các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp với em với số máy là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào. Và các bác ở video sau.